thực hiện phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bảo hiểm xã hội huyện Bến Lức tập trung mọi nguồn lực triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại địa phương. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội huyện đang áp dụng các hệ thống phần mềm vào tất cả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Đến tháng 10/2023, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tiếp nhận hơn 36.000 hồ sơ, trong đó 35.845 hồ sơ qua giao dịch điện tử. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tiếp đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip đạt tỷ lệ hơn 68%. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số cho người dân. Hiện nay, toàn huyện có 53.713 trên 155.409 người đã cài đặt ứng dụng VSSID, đạt gần 35%. Nay em đến đây để rút bảo hiểm một lần. Rồi được các anh chị nhân viên ở đây hướng dẫn cũng tận tình, em cũng tải ứng dụng về cũng rất là dễ dàng. Lúc đầu mình không biết, khi mà được hướng dẫn tận tình mình rất là dễ, lần một là hiểu rồi. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện đã cơ bản đảm bảo số lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Với các giải pháp đồng bộ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Bảo hiểm xã hội huyện. Đến nay, tổng số lao động trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần lượt đạt là 90,37%, 96,8% và 92%. Việc ứng dụng các công nghệ thông tin và các phần mềm trong cái việc xử lý hồ sơ nghiệp vụ của ngành thì Bảo hiểm xã hội huyện cũng đảm bảo là thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cũng cung cấp đầy đủ cái trang thiết bị, máy móc để thực hiện cái việc chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội huyện Bến Lức tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.